Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 37. Sê-đê-kia, con trai Yô-si-a, trị vì thay cho Giê-cô-nia, con trai Giê-hô-gia-kim, vì vua của Babylon là Nebuchadnezzar đã lập người lên làm vua đất Giu-đa. Nhưng vua cùng bầy tôi và dân sự trong đất đều không nghe những lời mà Đức Giê-hô-va đã phán bởi miệng tiên tri Giê-rê-mi. Vua Sê-đê-kia sai Giê-hu-can, con trai Sê-lê-mia, và Sô-phô-ni, con trai thầy tế lễ Ma-a-sê-gia, đến cùng tiên tri Giê-rê-mi mà nói rằng: Xin vì chúng tôi cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta. Bây giờ Giê-rê-mi còn đang đi lại trong dân sự chưa bị bỏ tù. Đạo binh của Pha-ra-ôn đã ra từ Ê-díp-tô. Những người canh đê đang vây thành Giê-ru-sa-lem nghe tin đó thì mở vây khỏi thành ấy. Bây giờ có lời Đức Giê-hô-va phán cho tiên tri Giê-rê-mi rằng: Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Các ngươi khá tâu cùng vua Giu-đa là người đã sai các ngươi đến hỏi ta rằng: Này, đạo binh của Pha-ra-ôn đã ra cứu các ngươi thì sẽ lui về đất mình, tức trong Ê-díp-tô. Những người canh đê sẽ trở lại đánh thành này, chiếm lấy và dùng lửa đốt đi. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Các ngươi chớ tự dối mình mà rằng người canh đê chắc sẽ đi khỏi chúng ta, vì chúng nó sẽ không rời khỏi đâu. Dầu các ngươi đánh cả đạo binh của người canh đê đến đánh trận nghịch cùng các ngươi, trong chúng nó chỉ còn lại những kẻ bị thương tích, nhưng ai nấy cũng sẽ từ trong trại mình dấy lên mà dùng lửa đốt thành này. Khi đạo binh người canh đê mở vây khỏi thành Jerusalem vì sợ đạo binh Pharaon, thì Giê-rê-mi ra khỏi Jerusalem đặng đi trong đất Benjamin để nhận phần của mình giữa dân đó. Nhưng lúc đến cửa Benjamin thì có người đốc canh tên là Gireya, con trai Shelemia cháu Hanani ở đó. Tên này bắt tiên tri Giê-rê-mi mà rằng: Ngươi là kẻ hàng đầu người canh đê. Giê-rê-mi đáp rằng: Nói bướng, ta không hàng đầu người canh đê đâu. Nhưng Gireya không nghe, cứ bắt Giê-rê-mi mà dắt đến trước mặt các quan trưởng. Các quan trưởng giận Giê-rê-mi, bèn đánh đòn và giam trong nhà thư ký Jonathan, vì người ta lấy nhà đó làm cái ngục. Giê-rê-mi bị bỏ trong ngục trong buồng tối như vậy và người ở đó lâu ngày. Đoạn, vua Sê-đê-kia sai đem Giê-rê-mi ra và hỏi kín người tại trong cung mình rằng: Đức Giê-hô-va có phán lời gì chăng? Giê-rê-mi thưa: Có. Đoạn tiếp rằng: Vua sẽ bị nộp trong tay vua Babylon. Kế đó, Giê-rê-mi nói cùng vua Sê-đê-kia rằng: Tôi có phạm tội gì nghịch cùng vua, bầy tôi của vua và dân này mà bỏ tù tôi? Các tiên tri đã nói tiên tri rằng: Vua Babylon sẽ không đến đánh các ngươi, đánh đất này thì nay ở đâu? Bây giờ, hỡi vua chúa tôi xin hãy nghe, mong rằng lời cầu xin của tôi được vua nhận lấy. Xin chớ giao tôi lại trong nhà thơ ký Jonathan, kẻo tôi sẽ chết tại đó. Vua Sê-đê-kia bèn truyền giữ Giê-rê-mi trong nơi hành lang lính canh, mỗi ngày phát cho một chiếc bánh của phố hàng bánh, cho đến chừng bánh trong thành hết trơn. Giê-rê-mi ở trong hành lang lính canh là như vậy. Chương 38. Sê-pha-tia, con trai Ma-thang, Gê-đa-lia, con trai Pha-su-rơ, Du-can, con trai Sê-lê-mia, và Pha-su-rơ, con trai Man-ki-gia, cùng nghe những lời Giê-rê-mi giảng trước mặt cả dân chúng rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: Ai ở lại trong thành thì sẽ bị chết bởi gươm dao, đói kém hoặc ôn dịch. Nhưng kẻ nào ra đầu hàng người canh đê thì sẽ được sống, được sự sống của nó như được của cướp, thì nó sẽ sống. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Thành này chắc sẽ bị phó vào tay đạo binh vua Babylon, nó sẽ chiếm lấy. Các quan trưởng tâu cùng vua rằng: Xin hãy sai giết người này, vì nó nói những lời dường ấy,
làm cho tay của lính chiến ở lại trong thành và của cả dân sự ra yếu đuối, vì người này không tìm sự cứu thoát cho dân, nhưng tìm sự hư hại. Vua Sê-đê-kia đáp rằng: Này, nó ở đây, nó ở trong tay các ngươi, vì vua không nghịch cùng các ngươi được. Họ bèn bắt Giê-rê-mi và quăng người xuống hố của Man-ki-gia con trai vua. Hố ấy ở trong hành lang lính canh. Họ dùng dây mà thả Giê-rê-mi xuống. Hố không có nước, chỉ có buồng. Giê-rê-mi bị lút dưới buồng. Ê-bết-mê-lết, người Ê-thi-ô-bi, làm hoạn quan trong cung vua, nghe người ta quăng Giê-rê-mi xuống hố. Vả, bây giờ vua đang ngồi tại cửa Ben-gia-min. Ê-bết-mê-lết từ trong cung vua đi ra và tâu cùng vua rằng: Muôn tâu chúa tôi, những người này đãi tiên tri Giê-rê-mi cách như vậy, vả lại quăng người xuống hố là ác lắm. Người sẽ chết đói tại đó vì trong thành không còn có bánh nữa. Vua bèn truyền cho Ê-bết-mê-lết người Ê-thi-ô-bi rằng: Hãy từ đây đem 30 người đi trục tiên tri Giê-rê-mi lên khỏi hố trước khi người chưa chết. Ê-bết-mê-lết đem những người đó theo mình và đi vào cung vua, đến một chỗ ở dưới kho. Tại đó, người lấy dẻ và áo cũ, dùng dây dòng xuống dưới hố cho Giê-rê-mi. Ê-bết-mê-lết người Ê-thi-ô-bi nói cùng Giê-rê-mi rằng: Hãy để dẻ và áo cũ ấy trên dây, lót dưới nách ông. Giê-rê-mi làm như vậy. Họ bèn dùng dây kéo Giê-rê-mi lên khỏi hố, rồi Giê-rê-mi ở trong hành lang lính canh. Vua Sê-đê-kia sai tìm tiên tri Giê-rê-mi và đem người riêng ra tại nơi cửa thứ ba của nhà Đức Giê-hô-va. Vua nói cùng Giê-rê-mi rằng: Ta có một điều hỏi ngươi, chớ giấu ta gì hết. Giê-rê-mi bèn tâu vua Sê-đê-kia rằng: Nếu tôi tỏ cho vua điều ấy, vua há chẳng giết tôi sao? Còn nếu tôi khuyên vua, chắc vua chẳng nghe tôi. Vua Sê-đê-kia thề cách kín cùng Giê-rê-mi rằng: Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, là đấng đã làm nên linh hồn này cho chúng ta, ta sẽ không giết ngươi và không phó ngươi trong tay những người đòi mạng sống ngươi. Giê-rê-mi bèn tâu cùng Sê-đê-kia rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Nếu ngươi ra hàng đầu các quan trưởng của vua Babylon thì ngươi sẽ được sống, và thành này sẽ không bị đốt bằng lửa, ngươi sẽ sống với cả nhà mình. Nhưng nếu ngươi không ra hàng đầu các quan trưởng của vua Babylon thì thành này sẽ phó trong tay người canh đê, họ sẽ dùng lửa đốt đi và ngươi sẽ không thoát khỏi tay họ. Vua Sê-đê-kia nói cùng Giê-rê-mi rằng: Ta e người Giu-đa đã hàng đầu người canh đê sẽ phó ta vào tay chúng nó, và ta mắc phải chúng nó chê cười chăng? Giê-rê-mi thưa rằng: Người ta sẽ không phó vua đâu. Xin vua hãy vâng theo tiếng Đức Giê-hô-va trong điều tôi nói thì vua sẽ được ích và được sống. Nhưng nếu vua không khứng đi ra thì này là lời Đức Giê-hô-va có tỏ cho tôi: Này, hết thảy đàn bà còn lại trong cung vua Giu-đa sẽ bị dắt đến cùng các quan trưởng của vua Babylon. Những đàn bà ấy sẽ nói cùng vua rằng: Những bạn thân của vua đã dỗ dành vua và được thắng. Đoạn chân vua đã nhúng trong buồng thì chúng nó trở lui đi. Hết thảy cung phi hoàng tử vua sẽ bị điệu đến nơi người canh đê, còn vua sẽ không thoát khỏi tay chúng nó, nhưng sẽ bị tay vua Babylon bắt lấy, và vua sẽ làm cho thành này bị đốt bằng lửa. Bây giờ Sê-đê-kia nói cùng Giê-rê-mi rằng: Chớ cho ai biết mọi lời này thì ngươi sẽ không chết. Nếu các quan trưởng nghe ta đã nói cùng ngươi, đến cùng ngươi mà nói rằng: Hãy thuật lại cho chúng ta những điều ngươi nói cùng vua, và vua nói cùng ngươi, chớ giấu chúng ta thì chúng ta không giết ngươi. Ngươi khá trả lời rằng: Tôi đã cầu xin vua đừng khiến tôi về trong nhà Jonathan, kẻo tôi chết ở đó. Các quan trưởng đến tìm Giê-rê-mi và gạn hỏi. Người dùng những lời vua đã truyền mà đáp lại cùng các quan. Họ bèn thôi nói với người vì không ai biết việc đó. Giê-rê-mi ở nơi hành lang lính canh như vậy cho đến ngày Jerusalem bị lấy. Khi thành bị lấy, người vẫn còn ở đó.
chương 39. Năm thứ 9 về đời Sê-đê-kia vua Giu-đa, tháng 10, Nebuchadnezzar vua Babylon đến với cả đạo binh mình vây thành Jerusalem. Năm thứ 11 về đời Sê-đê-kia, tháng 4, ngày mồng 9, thành bị vỡ. Hết thảy các quan trưởng của vua Babylon vào thành và ngồi cửa giữa. Ấy là Nergal-Sharesh, Shamgar-Nebo, Sa-sekim làm đầu hoạn quan, Nergal-Sharesh làm đầu các bác sĩ cùng các quan trưởng khác của vua Babylon. Sê-đê-kia vua Giu-đa cùng cả lính chiến vừa ngó thấy các người ấy, liền trốn ra khỏi thành trong ban đêm theo con đường vườn vua, do cửa giữa hai bức vách đi thẳng đến Araba. Nhưng đạo binh của người canh đê đuổi theo và đuổi kịp Sê-đê-kia trong đồng Jericho, thì bắt và đem về cho Nebuchadnezzar vua Babylon tại Ribla trong đất Hamat. Tại đó vua bị Nebuchadnezzar đoán xét. Vua Babylon giết các con trai Sê-đê-kia trước mặt vua ấy tại Ribla. Vua Babylon cũng giết các kẻ cả nước Giu-đa nữa. Đoạn khiến móc mắt vua Sê-đê-kia, dùng xiềng mà xiềng lại để điệu về Babylon. Người canh đê dùng lửa đốt cung vua và nhà cửa của dân sự, phá tường thành Jerusalem. Nebuzaradan làm đầu thị vệ, bắt những người dân còn sót lại trong thành và những kẻ hàng đầu cùng dân sót lại trong đất đem về làm phu tù bên nước Babylon. Còn như những kẻ nghèo khó không có sản nghiệp chi hết thì Nebuzaradan làm đầu thị vệ để chúng nó lại trong đất Giu-đa. Cùng một lúc ấy, người cấp cho chúng nó những vườn nho và ruộng. Nebuchadnezzar vua Babylon truyền lệnh cho Nebuzaradan làm đầu thị vệ về việc Jeremy rằng: hãy đem người đi, săn sóc người và đừng làm hại, nhưng phải đãi người theo ý muốn riêng của người. Nebuzaradan làm đầu thị vệ, Nebushaban làm đầu hoạn quan, Nergal-Sharesh làm đầu bác sĩ và hết thảy các quan tướng của vua Babylon sai tìm Jeremy trong hành lang lính canh, rồi trao người cho Gedalia, con trai Ahikam, cháu Sa-phan, đặng đưa người về trong nhà. Người bèn ở giữa dân sự. Khi Jeremy còn bị giam trong hành lang lính canh, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng người như vậy: ngươi khá đi và bảo Ebed-melet người Ethiopi rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: này, đến ngày đó ta sẽ làm ra trước mặt ngươi mọi lời mà ta đã phán nghịch cùng thành này, cho nó mang họa và chẳng được phước. Đức Giê-hô-va phán: nhưng trong ngày đó ta sẽ giải cứu ngươi, thì ngươi sẽ không bị nộp trong tay những người mình sợ, vì ta sẽ cứu ngươi chắc thật. Ngươi sẽ không ngã dưới lưỡi gươm, ngươi sẽ lấy được sự sống mình như của cướp, vì đã để lòng trông cậy trong ta. Đức Giê-hô-va phán vậy. Chương 3. Hỏi anh em, trong vòng anh em chớ có nhiều người tự lập làm thầy, vì biết như vậy mình sẽ phải chịu xét đoán càng nghiêm hơn. Chúng ta thấy đều vấp phạm nhiều cách lắm. Nếu có ai không vấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn hay hãm cầm cả mình. Chúng ta tra hàm thiết vào miệng ngựa cho nó chịu phục mình, nên mới sai khiến cả và mình nó được. Hãy xem những chiếc tàu, dầu cho lớn mấy mặt lòng và bị gió mạnh đưa đi thay kệ, một bánh lái rất nhỏ cũng đủ cãi bác nó tùy theo ý người cầm lái. Cũng vậy, cái lưỡi là một quan thể nhỏ mà khoe được những việc lớn. Thử xem cái rừng lớn chừng nào mà một chút lửa có thể đốt cháy lên. Cái lưỡi cũng như lửa, ấy là nơi đô hội của tội ác ở giữa các quan thể chúng ta, làm ô uế cả mình, đốt cháy cả đời người. Chính mình nó đã bị lửa địa ngục đốt cháy. Hết thảy loài muôn thú, chim chóc, sâu bọ, loài dưới biển đều trị phục được và đã bị loài người trị phục rồi. Nhưng cái lưỡi không ai trị phục được nó. Ấy là một vật dữ, người ta không thể hãm dẹp được, đầy dẫy những chất độc giết chết. Bởi cái lưỡi, chúng ta khen ngợi Chúa Cha chúng ta, và cũng bởi nó, chúng ta rủa sả loài người là loài tạo theo hình ảnh Đức Chúa Trời.
đồng một lỗ miệng mà ra cả sự khen ngợi và rủa xả. Hỏi anh em, không nên như vậy. Có lẽ nào một cái suối kia đồng một mạch mà ra cả nước ngọt và nước đắng sao? Hỏi anh em, cây vả có ra trái olive được, cây nho có ra trái vả được chăng? Mạch nước mặn cũng không có thể chảy ra nước ngọt được nữa. Trong anh em có người nào khôn ngoan thông sáng chăng? Hãy lấy cách ăn ở tốt của mình mà bày tỏ việc mình làm bởi khôn ngoan nhu mì mà ra. Nhưng nếu anh em có sự ghen tương cay đắng và sự tranh cạnh trong lòng mình, thì chớ khoe mình và nói dối nghịch cùng lẽ thật. Sự khôn ngoan đó không phải từ trên mà xuống đâu, trái lại nó thuộc về đất, về xác thịt và về ma quỷ. Vì ở đâu có những điều ghen tương tranh cạnh ấy, thì ở đó có sự lộn lạo và đủ mọi thứ ác. Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hài lòng và giả hình. Và bông trái của điều công bình thì gieo trong sự hòa bình cho những kẻ nào làm sự hòa bình vậy. Chương 4. Những điều chiến đấu tranh cạnh trong anh em bởi đâu mà đến? Há chẳng phải từ tình dục anh em vẫn hay tranh chiến trong quan thể mình sao? Anh em tham muốn mà chẳng được chi, anh em giết người và ghen ghét mà chẳng được việc gì hết. Anh em có sự tranh cạnh và chiến đấu, anh em chẳng được chi vì không cầu xin. Anh em cầu xin mà không nhận lãnh được vì cầu xin trái lẽ để dùng trong tư dục mình. Hỡi bọn tà dâm kia, anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên ai muốn làm bạn với thế gian thì người ấy trở nên kẻ nghịch thù cùng Đức Chúa Trời vậy. Hay là anh em tưởng Kinh Thánh nói vô ích sao? Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời khiến ở trong lòng chúng ta há mến chúng ta đến nỗi ghen tương, nhưng Ngài lại ban cho ta ơn lớn hơn nữa. Vì vậy Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vậy hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình. Có ai hai lòng, hãy làm sạch lòng đi. Hãy cảm biết sự khốn nạn mình, hãy đau thương khóc lóc, hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn, hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa thì Ngài sẽ nhắc anh em lên. Hỡi anh em, chớ nói hành nhau. Ai nói hành anh em mình hoặc xét đoán anh em mình tức là nói xấu luật pháp và xét đoán luật pháp. Và nếu ngươi xét đoán luật pháp thì ngươi chẳng phải là kẻ vâng giữ luật pháp, bèn là người xét đoán luật pháp vậy. Chỉ có một đấng lập ra luật pháp và một đấng xét đoán, tức là đấng cứu được và diệt được. Nhưng ngươi là ai mà dám xét đoán kẻ lân cận mình? Hỡi anh em là kẻ nói rằng hôm nay hoặc ngày mai ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm buôn bán và phát tài. Xong ngày mai sẽ ra thế nào anh em chẳng biết, vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Anh em phải nói trái lại: ví bằng Chúa muốn và ta còn sống thì ta sẽ làm việc nọ việc kia. Kìa, anh em lấy những lời kiêu ngạo mà khoe mình. Phàm khoe khoang như vậy là xấu. Cho nên kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm thì phạm tội. Chương 5. Hỡi anh em là kẻ giàu có, hãy khóc lóc kêu la vì cớ hoạn nạn sẽ đổ trên anh em. Của cải anh em bị mục nát, áo sống bị mối mọt ăn rồi. Vàng bạc anh em bị ten rét, ten rét đó sẽ làm chứng nghịch cùng anh em, nó cũng như lửa vậy, sẽ ăn thịt anh em. Anh em đã thu trữ tiền của trong những ngày sau rốt. Kìa, tiền công con gạt gặt ruộng anh em mà anh em đã ăn gian. Nó kêu oan và tiếng kêu của con gạt đã thấu đến tai Chúa các cơ binh. Anh em đã sống trên thế gian, ăn uống vui sướng và xa xỉ. Anh em đã làm cho lòng mình no nê trong ngày chém giết. Anh em đã luận tội và đã giết người công bình.
mà người chẳng cự lại. Hỡi anh em, vậy hãy nhịn nhục cho tới kỳ Chúa đến. Hãy xem kẻ làm ruộng, họ bên lòng chờ đợi sản vật quý báu dưới đất, cho đến chừng nào đã được mưa đầu mùa và cuối mùa. Anh em cũng vậy, hãy nhịn nhục và bền lòng, vì kỳ Chúa đến gần rồi. Hỡi anh em, chớ oán trách nhau, hầu cho khỏi bị xét đoán. Kìa, đấng xét đoán đứng trước cửa. Hỡi anh em, hãy lấy các đấng tiên tri đã nhân danh Chúa mà nói, làm mẫu mực về sự chịu khổ và nhịn nhục cho mình. Anh em biết rằng những kẻ nhịn nhục chịu khổ thì chúng ta xưng là có phước. Anh em đã nghe nói về sự nhịn nhục của Gióp và thấy cái kết cuộc mà Chúa ban cho người, vì Chúa đầy lòng thương xót và nhân từ. Hỡi anh em, trước hết chớ có thề, chớ chỉ trời chỉ đất, cũng chớ chỉ vật khác mà thề, nhưng phải thì nói phải, không thì nói không, hầu cho khỏi bị xét đoán. Trong anh em có ai chịu khổ chăng? Người ấy hãy cầu nguyện. Có ai vui mừng chăng? Hãy hát ngợi khen. Trong anh em có ai đau ốm chăng? Hãy mời các trưởng lão hội thánh đến. Sau khi nhân danh Chúa sức dầu cho người bệnh đoạn, thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người. Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bệnh. Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy. Nếu kẻ bệnh có phạm tội, cũng sẽ được tha. Vậy, hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh. Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều. Eli vốn là người yếu đuối như chúng ta. Người cầu nguyện cố xin cho đừng mưa, thì không mưa xuống đất trong 3 năm rưỡi. Đoạn người cầu nguyện lại, trời bèn mưa và đất sanh sản hoa màu. Hỡi anh em, trong vòng anh em nếu có ai lầm lạc cách xa lẽ thật mà có người khác làm cho nó trở lại, thì phải biết rằng kẻ làm cho người có tội trở lại, bỏ đường lầm lạc, ấy là cứu linh hồn người khỏi sự chết và che đậy vô số tội lỗi. Thi Thiên 74. Đức Chúa Trời ơi, vì sao Chúa bỏ chúng tôi luôn luôn? Nhưng sao cơn giận Chúa nổi phừng cùng bầy chiên của đồng cỏ Chúa? Xin hãy nhớ lại hội Chúa mà Chúa đã được khi xưa, và chuộc lại đặng làm phần cơ nghiệp của Chúa. Cũng hãy nhớ luôn núi Si-ôn là nơi Chúa đã ở. Cầu xin Chúa đưa bước đến các nơi hư nát đời đời. Kẻ thù nghịch đã phá tan hết trong nơi thánh. Các cừu địch Chúa đã gầm hét giữa hội Chúa. Chúng nó dựng cờ chúng nó để làm dấu hiệu. Chúng nó giống như kẻ giơ rìu lên trong đám rừng rậm kia. Bây giờ chúng nó dùng rìu và búa đập bể hết thảy vật chạm trổ. Chúng nó đã lấy lửa đốt nơi thánh Chúa, làm cho chỗ danh Chúa ở ra phàm đến đất. Chúng nó nói trong lòng rằng, chúng ta hãy hủy phá chung cả hết thảy đi. Chúng nó đã đốt các nhà hội của Đức Chúa Trời trong xứ. Chúng tôi chẳng còn thấy các ngọn cờ chúng tôi, không còn đấng tiên tri nữa, và giữa chúng tôi cũng chẳng có ai biết đến chừng nào. Đức Chúa Trời ơi, kẻ cừu địch sẽ nói sỉ nhục cho đến chừng nào? Kẻ thù nghịch há sẽ phạm danh Chúa hoài sao? Sao Chúa rứt tay lại, tức là tay hữu Chúa, khá rút nó ra khỏi lòng và tiêu diệt chúng nó đi? Dầu vậy, Đức Chúa Trời là vua tôi từ xưa, vẫn làm sự cứu rỗi trên khắp trái đất. Chúa đã dùng quyền năng Chúa mà rẽ biển ra, bẻ gãy đầu quái vật trong nước. Chúa chà nát đầu Leviathan, ban nó làm thực vật cho dân ở đồng vắng. Chúa khiến suối và khe phun nước và làm cho khô các sông lớn. Ngày thuộc về Chúa, đêm cũng vậy. Chúa đã sắm sửa mặt trăng và mặt trời. Chúa đã đặt các bờ cõi của đất và làm nên mùa hè và mùa đông. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ rằng kẻ thù nghịch đã sỉ nhục và một dân ngu dại đã phạm đến danh Ngài. Xin chớ phó cho thú dữ linh hồn bồ câu đất của Chúa, cũng đừng quên hoài kẻ khốn cùng của Chúa. Xin Chúa đói đến sự giao ước, vì các nơi tối tăm của đất đều đầy dẫy sự hung bạo. Nguyện kẻ bị hà hiếp chớ trở về hổ thẹn, nguyện kẻ khốn cùng và người thiếu thốn ngợi khen danh Chúa.
hỡi Đức Chúa Trời, hãy trỗi dậy, binh vực duyên cớ Chúa. Hãy nhớ lại thế nào kẻ ngu dại hằng ngày sỉ nhục Chúa. Xin chớ quên tiếng kẻ cừu địch Chúa, sự ồn ào của kẻ giấy nghịch cùng Chúa thấu lên không ngớt. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về gmail.dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.